Đầu tiên thì mình lết phải vào đây, chọn new item, chọn siêu hình và đặt tên. Tên là Injo, 24 khung hình trên dây thôi. Rồi tiếp tục lết phải vào, chọn new item, chọn Black Video. Rồi ok luôn, kéo Black Video vào đây, kéo nó dài ra một xí. Rồi tìm một cái hiệu ứng là 4 color, kéo vào. Tiếp theo mình thay đổi cái màu này lại, màu góc trên bên trái. Ví dụ mình cho một cái màu xanh như vậy, màu góc trên bên phải cũng cho một cái màu xanh như vậy, tương tự hai màu bên dưới. Rồi như vậy là mình đã có một cái background. Tiếp tục click phải vào đây, chọn new item, chọn color may và cho nó một cái màu trắng. Rồi kéo lớp color may đặt phía trên, kéo dài ra một xí. Rồi bắt đầu mình quay phép tìm hiệu ứng là grip để tạo lưới cho nó, nhấp đúp vào đây hoặc kéo vào lớp color may. Tiếp theo chọn một cái hiệu ứng nữa là 3D basic, kéo vào lớp color may luôn. Trong basic 3D các bạn chỉnh tiêu là -85 độ và đích thị là -60 thì cái lưới của mình nó sẽ nằm ra như vậy. Trong phần grip các bạn chỉnh size form là y in 2 slide, rồi y mình cho là 60, 2 mình cho là 70 và border mình cho là 7 để cái đường màu trắng nó to lên một xíu. Rồi chỗ color mình cho màu hồng. Rồi ok. Rồi trong phần blend mode mình chọn chế độ là highlight, đó nó sẽ ra như vậy. Chỗ màu hồng này cho đậm lên một xíu. Rồi tiếp theo mình hạ cái lưới này xuống một xíu, mình tăng cái chụp y này lên, đó như vậy. Bây giờ mình cho là 700. Ngay chỗ hiệu ứng grip trong phần intro này, chụp x mình cho là 30, chụp y mình cho nó là 0 để cái lưới của mình nó đúng theo cái video gốc. Rồi bây giờ mình sẽ import icon remi vào để mình diễn hộp, kéo nó đặt phía trên này. Lát nữa mình sẽ diễn hộp cái lưới này xong, mình cho nó nhỏ lại một xíu, scale mình cho 25 thôi. Ngay tại thời điểm 10 frame thì cái logo nó quăng lên trên này. Trong phần position mình cho nó một con số cụ thể luôn, chụp x là 900, chụp y là 200. Rồi mình đặt keyframe. Chỗ rotation mình cũng đặt keyframe luôn và cho nó -225 độ thì nó sẽ chúi xuống như vậy. Lúc mà nó bay lên thì nó sẽ rớt xuống như vậy. Rồi ngay tại keyframe thứ 19, logo Remi này sẽ rớt xuống dưới này. Ví dụ là như vậy, mình tìm mình đặt nó một cái chỗ thích hợp, nó sẽ tự tạo keyframe ngay chỗ phần position. Chỗ keyframe position này mình cho một con số cụ thể luôn. Ví dụ chụp x mình cho là 960, chụp y mình cho là 650, nó sẽ ra như vậy. Cũng tại thời điểm này mình cho nó xây là -250. Mình đưa cái kim đầu độc về vị trí đầu tiên. Tại thời điểm đầu tiên này mình cho rotation là 0, rồi position thì nó nằm ở phía dưới. Mình kéo xuống đây, mình kéo xuống hết luôn, xíu xíu ở bên trái đó. Mình cũng cho một cái số cụ thể luôn, chụp x mình cho là 700, y mình cho là 1200. Thì chỗ này tùy vào cái ý tưởng của các bạn thôi. Mình đặt cái phim sao cho nó hợp lý, quăng lên rồi rớt xuống. Chỗ này mình chưa có những cái đường cong cho nên nó rớt xuống hơi bị thô. Mình sổ dấu mũi tên trong phần position ra, mình sẽ làm cho những cái đường thẳng này thành đường cong. Mình bấm dấu phim dấu ngã để cho nó phóng to ra. Mình chụp phải vào cái phim đầu tiên, chọn là easy out thì nó sẽ xuất hiện cái tay nắm bên phần out bên này. Cái keyframe nằm phía trong mình cũng lần lượt chọn là easy in. Thì đối với cái trường hợp này, cái logo Remi nó văng lên rất là nhanh và nó giữ lại trên không trung một xíu, lơ lửng một xíu rồi nó sẽ rớt xuống. Ngay tại vị trí mà nó văng lên á là keyframe chính giữa, mình cho cái đường cong này nằm sát xuống phía dưới một xíu nè để nó giữ lại. Lúc mà nó văng lên thì nó giữ lại một xíu. Và keyframe cuối cùng là keyframe nó rớt xuống, mình cho nó nhô cao lên để nó rớt xuống nhanh hơn một xíu. Đó, ví dụ là như vậy. Các bạn xem lại, các bạn để ý keyframe chính giữa nha, lúc mà nó văng lên á, thấy cái đường cong mình nằm xuống thì nó sẽ giữ lại một xíu. Rồi tiếp tục tiến về sau một frame, có nghĩa là frame thứ 20, mình sẽ cho xuất hiện icon After Effects. Mình import nó vào, kéo nó qua đây, đặt phía trên cùng luôn. Có nghĩa là cái logo Remi vừa rớt xuống thì logo AE xuất hiện luôn, ngay đúng vị trí đó. Mình cho thằng AE này nhỏ lại, mình đặt xuống dưới đây luôn, mình cho nhỏ lại một xíu, 17%. Thì để cho nó đúng vị trí chính xác luôn, thì sao chép cái cây phim cuối của thằng Remi là 960, 650. Qua bên AE mình cũng cho là 960 và 650 thì nó sẽ đúng cái vị trí. Ngay tại vị trí đầu tiên của logo AE, cây phim ba thuộc tính cơ bản này. Rồi tiến đến 1 giây 5 frame,
mình cho trục y này là 300 để nó văng lên phía trên, mình cho nó xoay một góc là 45 độ, ví dụ là như vậy. Đến thời điểm 1 giây 12 frame cho cái trục y này là 570 để nó rớt xuống như vậy. Rotation cho là 5 độ nó sẽ như vậy. Mấy chỗ cây frame này thì tùy vào thiết kế của các bạn thôi, chứ nó không có công thức nào cả. Click phải vào cây frame đầu tiên, mình chọn là Easy Out. Và cái cây frame phía trong, mình chọn là Easy In. Rồi mình tạo cho nó cái đường cong như trên hình. Đấy, ví dụ là như vậy. Ngay tại cây frame cuối này, mình thấy nó nhỏ quá, thì mình sẽ kêu nó lớn lên một xíu. Ví dụ mình cho là 8, để mình xem lại thử. Rồi ví dụ như là tạm được rồi. Tại cái frame đầu tiên của rotation này nè, mình nhích vào bên phải một frame, mình cho nó xoay là 1x, có nghĩa là một vòng đó các bạn, 360 độ á. Mình xem lại thử nè. Đó, nó quăng là nó sẽ xoay như vậy. Rồi ok. Chỗ scale này mình sổ mũi tên xuống. Mình cũng chọn điểm đầu tiên là Easy Out. Cái phim thứ hai là Easy In. Mình chỉnh các cái đường cong cho nó, sao cho cái chuyển động nó mượt mà ha. Mình muốn cho nó to nhanh ra và nó nhỏ xuống chậm dần. Mình chỉnh khúc này nó cao ra một xíu nè. Khúc sau này mình chỉnh thấp xuống một xíu. Ví dụ là như vậy. Nó có review. Đấy, mình thu vào cho nó gọn một xíu. Trong cái hướng dẫn này mình sẽ không có nét các cái layer lại, mình sẽ để ra tất cả như vậy luôn. Rồi tiếp tục import icon final vào, kéo qua bên này thì cũng tương tự như hồi nãy. Khi mà icon ai rơi xuống thì icon final xuất hiện, scale nó nhỏ lại một xíu cho là 15. Rồi mình cũng sao chép vị trí cuối của ai khi mà rớt xuống là 960 là 70. Đánh vào này mà mình cũng cây phim, bỏ uniform scale đi. Rồi scale ví dụ là như vậy, chỗ này mình cho nó xích xuống là 600. Đó, nó đồng cái mức này luôn. Rotation luôn. Ngay tại thời điểm 1 giây 21 frame, mình cũng đặt cây phim, mình cho nó bay lên trên này. Ví dụ là như vậy. Rotation 180 thì nó chú xuống như vậy. Ngay tại thời điểm 2 giây 3 frame, mình tiếp tục đặt phim cho nó. Ví dụ là 625 thì nó sẽ rớt xuống như vậy. Đó, cũng tương tự cái phim đầu là Easy Out, cái phim tiếp theo là Easy In. Cứ như vậy, mình chỉnh các cái đường cong như vậy. Đó, thì khi mà nó văng lên thì nó sẽ giữ lại. Mình chỉnh cái đường chính giữa này nó thấp xuống, cái phim chính giữa đó. Đó, các bạn sẽ thấy nó văng lên nó giữ lại, cảm giác như nó bị tưng lên vậy đấy. Rồi rớt xuống. Tiếp tục mình import các cái file khối vào để cho nó sinh động hơn. Kéo phải khối vào đây. Rồi mình tách cái nền xanh này đi. Ví dụ mình cho scale nhỏ xuống còn 50%. Rồi tìm một cái effect cho nó là color key. Rồi tách cái nền xanh, chọn vào cây kim, tách vào cái nền xanh bên này. Rồi cho cái thông số color này là 150. Ethin này mình cho là 1 thôi. Đó thì nó sẽ loại bỏ cái nền xanh như vậy. Lúc này thì mình điều chỉnh cái vị trí cho nó hợp lý là được. Đó, ví dụ là như vậy. Rồi tiếp tục tìm một cái khối khác bỏ vào cho nó hợp với lại video của mình. Ví dụ là cái khối này, mình cũng chọn color key, mình tách nền xanh như hồi nãy, bỏ nó vào cho nó đúng vị trí. Rồi mình đặt phía dưới cái logo AE. Rồi mình cây phim hai trục tính cơ bản là position và scale thôi. Cái này dễ mà đúng không? Đó, ví dụ là như vậy. Mình phóng to, mình thu nhỏ, đặt cái vị trí cho nó hợp lý. Đó, ví dụ là như vậy. Rồi ok. Tiếp theo mình chọn lớp color may phía dưới, chọn grip để mình tạo chuyển động giả camera, zoom in zoom out cho cái lưới, tạo cái frame trong phòng ankle. Rồi bây giờ tiến đến thời điểm 20 frame, mình tăng chụp y này là 50 để cái lưới có cảm giác kéo tới. Tại 1 giây 05, mình cho nó lên là 200 để nó kéo tới nhanh hơn một xíu nữa. Trong video gốc thì nó chuyển động zoom ra zoom vào vậy thôi. Rồi đến thời điểm 2 giây 04, mình cho nó là -200 để nó đi ra xa. Ngược lại, chỗ này mình cũng sổ mũi tên ra, tạo cho nó các cái đường cong. Trong đầu mình cũng là Easy Out, và các điểm phía trong mình cho là Easy In, tạo các cái đường cong như vậy. Trong cái bài hướng dẫn này, mình thường hay dùng 4 cây frame. Cây frame đầu tiên sẽ là Easy Out, cái cây frame tiếp theo phía trong sẽ là Easy In. Rồi từ đó mình tạo các cái đường cong cho nó thôi. Mình lấy tạm cái file âm thanh của Win Show gốc, mình đưa vào để mình review thử. Chụp phải vào file audio, chọn audio guide cho là 5,
để âm thanh to ra một xíu. Cho nên mình cắt bớt đi cho nó gọn. Quét hết nè, bấm Ctrl K rồi quét hết, bấm Delete. Giữ phím An, sao chép cái khối này ra thêm một layer nữa. Có thể mình xóa cái cây phim này đi, mình sắp xếp lại từ đầu luôn cho nó khớp. Đó, giờ mình cũng sắp xếp, mình chỉnh cái thông số position scale sao cho nó khớp với cái icon final. Vấn đề để cho chính xác là mình canh thời gian để mình làm theo cái video gốc thôi. Nếu các bạn làm theo cái ý tưởng các bạn thì dễ, lúc đó mình sẽ thoải mái phân bố thời gian theo ý của mình. Rồi tiếp theo em bọc cái logo con chim này vào. Ngay tại thời điểm 2:03 thì cái logo con chim sẽ xuất hiện. Chuyển nó vào, cho nhỏ lại một xíu. Ví dụ skill mình cho là 5, rồi mình cũng đặt vị trí cho nó lại. Rồi mình tiến hành cây phim position skill. Mình bỏ uniform skill này đi, thì trường hợp cái logo con chim này sẽ skill theo chiều dọc và chiều ngang luôn. Tại vì khi rớt xuống thì nó phình ra, mà nó bay lên thì nó thòn lại. Rotation mình cũng đặt phim luôn. Rồi đến thời điểm 2:14 phim, logo con chim này nó sẽ văng lên. Ví dụ mình cho chỗ này là 350. Hai thằng scale này mình cho là 10 luôn. Rotation ngay chỗ này mình cho là 345 độ. Tiến đến thời điểm 2:21 cho logo con chim rớt xuống. Ví dụ chỗ đây mình cho 550. Scale width mình sẽ cho là 7. Thì khi mà rớt xuống thì nó sẽ bị biến dạng một xíu. Rotation sẽ là 1x. Rồi tiến về sau 2 frame bằng cách bấm 2 lần giống mũi tên bên phải trên bàn phím. Thời điểm 2:23 này mình sẽ cho logo này nó nảy lên một xíu. Chụp y này mình sẽ cho 500. Đó, ví dụ là như vậy. Cho scale qua là 10. Rồi tiếp tục tiến đến 3:03, cho chụp y này văng lên một xíu là 550. Bài này thì logo chim này sẽ cây phim nhiều hơn các phần còn lại. Scale width mình trở về là 7. Rồi cứ như thế tiến đến 3:11, cho chụp y chỗ bôi dây xanh là 500, nó nhích lên như vậy. Scale quay trở về 10, thu gọn icon final vào. Đến đây thì mình sẽ được như vậy. Đó, khi mà nó rớt xuống thì logo chim nó sẽ xuất hiện và nó nhảy lên như vậy. Đó, rồi ok. Tiếp theo mình lại tạo các cái đường cong cho logo chim này, cho các cái đường thẳng này thành cái đường cong. Tương tự cái phim đầu tiên, mình cũng cho lấy sao các cái phim ở phía trong, mình cho lấy xin. Rồi mình chỉnh các cái tay nắm này lại thành những cái đường cong như trên hình. Ví dụ là như vậy. Đó, lúc này logo chim sẽ có độ nảy rất là mượt mà. Rồi ok, thu gọn cái lớp chim này lại luôn. Mình cũng tiếp tục kéo file khối vào cho nó sinh động hơn, đặt tiếp cái lớp chim này tương tự như hồi nãy. Tìm hiệu ứng là color key, kéo vào chọn mũi kim, thích vào màu xanh bên này. Color tolerance mình cho là 150, eagle thin là 1. Sau đó đặt lại cho nó đúng vị trí, scale lớn nhỏ sao cho nó hợp lý. Ví dụ là như vậy, đặt đúng vị trí rồi mình cũng cây phim như bình thường thôi. Đó, ví dụ đến khúc này mình cho nó to ra sao cho các bạn thấy khớp là được. Ngay tại vị trí 2:01. Rồi bây giờ mình chọn qua công cụ Ellipse Tool này, mình quỷ cái hình màu đỏ, mình chọn nha. Rồi giữ phím Shift để quỷ hình tròn cho đều. Đó, ví dụ là như vậy. Cái này mình scale ra cho nó to ra một xí. Hình cobalt này mình chỉnh một xíu cho nó vừa tâm cái điểm nail này nè. Đó, ví dụ là nó vừa tâm này nè. Rồi mình đặt cái frame position chỗ này luôn, mình chỉnh cho nó chạy lên. Đến thời điểm 2:08 cái hình tròn màu đỏ nó chạy bao lên hết luôn, hết toàn màn hình. Đó, ví dụ là như vậy, mình chỉnh cái thông số chụp bên này thì nó chạy lên thôi. Rồi mình di chuyển cái hình chim lên trên này. Đó, hình chim nó phải nằm trên cái hình tròn màu đỏ, phải khối nó cũng nằm trên cái hình tròn màu đỏ luôn. Đó, mình nâng phải khối lên. Đó, ok, nó sẽ ra như vậy. Click phải vào layer vòng tròn màu đỏ, chọn rename, đặt cho nó một cái tên, ví dụ là hình tròn đỏ. Rồi thu nó về cho nó gọn xíu, nâng hai thằng này lên. Tiếp tục mình nhấn phím Alt phải sao chép cái hình tròn đỏ này lên một layer nữa để tạo một cái vòng tròn màu xanh. Tại thời điểm 2:10 thì có vòng tròn màu xanh xuất hiện, mình kéo vào đây đấy cho nó đúng với cái thời gian của mình. Mình cũng click phải đặt cho nó một cái tên, ví dụ là hình tròn xanh. Ngay tại layer hình tròn xanh, mình chỉ việc thay cái fill này màu đỏ thành màu xanh. Đó, thì nó sẽ ra một cái màu xanh như vậy. Đến 2:14 thì cái vòng tròn xanh này nó sẽ bung lên hết. Mình di chuyển cái cây phim này vào cho nó tương tự như intro gốc. Rồi ok, tiếp theo mình tìm một cái hiệu ứng là 4 color, kéo vào cái vòng tròn xanh này và thay đổi 4 cái màu này để cho cái hình tròn xanh nó có một cái độ chuyển sắc. Bây giờ đã ra một cái màu xanh chuyển sắc đẹp hơn đúng không? Rồi ok, rồi bây giờ tạo tiếp hình thôi cho nó bung ra này. Chọn Rectangle Tool dưới đây này, giữ phím Shift quỷ một cái hình vuông như vậy.
Đó, ví dụ là như vậy, ở đây mình cho một cái màu, ví dụ mình cho nó đậm hơn, mình chọn cái màu cho nó na ná giống in châu gốc, điều chỉnh thông số ảnh khô bôi sao cho cái hình của mình nó đưa về tâm ngay chính giữa. Thì tại thời điểm 2 giây 12 frame mình muốn cho cái hình này nó xuất hiện, chỗ này mình cho nó xoay là 45 độ thì nó sẽ ra hình thôi như vậy. Scale mình cho là 30 để cho nhỏ lại một xíu. Đến thời điểm 2 giây 21 thì mình cho nó cái hình thoi này nó bung ra hết như vậy. Scale to ra, ví dụ cho là 390. Rồi mình cũng chuột phải vào đặt tên, ví dụ là hình thoi hồng. Rồi ok, thu vào. Thì hình thoi này nó sẽ nằm bên dưới lớp chim dưới khối. Bây giờ mình nâng chim dưới khối lên nè. Đó, thì nó sẽ ra như vậy. Ngay tại cái frame đầu mình cho nhỏ lại một xíu, ví dụ là 25%. Mình có thể mình thay đổi cái màu hồng này một xíu để lấy mình tạo cái hình màu tím cho nó khỏi trùng. Rồi ví dụ màu hồng như vậy, kéo hình thoi màu hồng này xuống đây, rồi giữ phim anh hồng chuột trái để sao chép nó ra thêm một layer nữa. Mình đặt tên luôn cho nó là hình thoi tím. Rồi ok, chỗ này mình chọn vào fill và thay đổi màu, chọn một cái màu tím. Rồi ví dụ là như vậy, tại thời điểm đầu này mình cho thằng màu tím nhỏ xuống, ví dụ sẽ kêu chỗ này là 2 đó, thì nó sẽ nhỏ xíu trong này. Đến thời điểm 2 giây 21 cho scale là 90 đó, ví dụ là như vậy. Đến thời điểm 3 giây 02 thì mình cho hình thoi màu tím này bung ra hết luôn, scale nó lớn lên, ví dụ như mình đặt là 370 đó. Thay đổi cái màu lại xíu, màu thì mình làm na ná cái in cho góc, rồi chọn vào rectangle tool vẽ một cái hình vuông nữa. Lần này thì mình tạo cái hình thoi nhưng mà mình không có dùng màu ở trong dạng fill, mình dùng màu rừng quyền sẽ chóc đó, cho nó màu vàng, cho độ dày lên là 15. Mở cái phiêu đi, ngay tại position mình chỉnh thông số chụp x và y để đưa cái hình màu vàng về tâm như vậy. Rồi chọn qua motion giúp ở bên phải một frame, tức là thời điểm 2 giây 20, mình cho scale mình đặt cái frame luôn. Rotation mình cũng đặt cái frame luôn. Rồi mình trở về vị trí đầu, tức là 2 giây 19 á, mình thu nhỏ nó lại cho còn 50, và rotation mình cho là -20 thì nó sẽ được như vậy đó. Rồi đến thời điểm 3 giây 09 cho scale nó lớn lên, ví dụ 150, rotation mình cho nó là 45 độ thì nó sẽ được như vậy. Rồi ok, mình cũng đặt tên luôn, hình vuông vàng. Rồi ok, cho nó nằm dưới lớp chim dưới khối luôn đó, ví dụ là như vậy. Kéo gọn lại luôn, các bạn xem. Rồi ok, quyết chọn ba thằng trên này, nâng lên một tầng nữa. Rồi giữ phím Alt sao chép cái hình vuông màu vàng này xuống dưới đây một lớp nữa. Mình cũng rename cái hình ở dưới, ví dụ đặt tên là hình vuông tím. Rồi ok, kéo hình vuông màu tím lùi ra tại thời điểm 3 giây đó, ví dụ là như vậy. Mình thay đổi cái màu, chọn một màu tím nhạt như vậy, cho nó nhạt thêm một xíu nữa đó. Rồi thì mình sẽ được kết quả như vậy. Rồi bây giờ mình có thể mình cây phim opacity để cho cái hình vuông này nó mờ dần, hoặc là các bạn có thể cắt ngang luôn cũng được. Nó thích thì các bạn đặt cái phim opacity cũng được đó, thì nó sẽ ra như vậy. Ok, kéo icon remove vào để mình diễn học tiếp. Ngay tại thời điểm 2 giây 04 thì mình cho nó xuất hiện luôn, scale lại, ví dụ cho nó là 10 thì nó nhỏ cỡ này thôi. Chỗ này khi logo chim xuất hiện và bay lên thì ba cái icon của mình nó cũng văng lên kèm theo say, và khi logo chim rơi xuống thì ba icon kia nó cũng rơi theo kèm theo một cái đồ nảy giống như logo chim. Chỗ này thì mình cũng dùng ba thuộc tính cơ bản là position, scale và rotation, mình diễn học và mình sắp xếp cho nó đúng với nhu cầu của mình. Cái phim đầu tiên mình cũng chọn là ECL, tất cả các cái phim phía trong mình chọn là ECL, và mình chỉnh cái biểu đồ graphic như hình. Xong Remy thì mình đưa icon AE vào, mình copy cái motion bên thằng Remy mình vừa làm, bắt vào thằng AE rồi đặt lại vị trí của icon AE sao cho nằm chính giữa là được. Tương tự như vậy với icon final. Rồi các bạn xem lại kết quả, và mình chuẩn bị làm tiếp một cái nền màu hồng có một cái màu chỉ sắc ở phía trong. Từ layer hình thoi tím trở lên phía trên, nâng lên một lớp để trừ một chỗ trống. Giữ phím Alt sao chép hình thoi màu hồng này ra thêm một lớp nữa. Chỗ này mình nhầm một xíu nha các bạn, đáng lẽ là cái hình màu tím này nó phải nằm ở dưới hình màu hồng mới này đó. Mình kéo hình màu tím xuống dưới đây cho hình màu hồng mới này nằm phía trên thì mình mới nhìn thấy được. Thu lại, ngay tại 3 giây 02 thì hình màu hồng mới này sẽ xuất hiện. Ngay tại thời điểm 3 giây 08 cho cái màu hồng này nó bung lên hết, thì mình kéo cái phim bung lên hết cỡ này vào và tìm cho nó cái hiệu ứng là ram, kéo vào để làm màu chính xác ở phía trong. Ngay tại Star Color, chỗ màu đen, chọn một cái màu hồng nhạt trong phần Ramsey này này, mình chọn là Radiant Ram để nó tô chuyển sắc theo kiểu vòng tròn. Rồi ngay chỗ Edge Color này này, trong phần màu trắng á, cho nó một cái màu hồng đậm, tăng cái chụp này lên cho vòng tròn trắng nó trở về tâm.
dù là như vậy, có thể chỉnh cái thông số trong này cho cái màu này nhạt lên một xíu, tăng cái này lên cho nó to ra, ví dụ là như vậy, 1000 luôn. Mình chỉnh cái màu hồng này nó đậm hơn một xíu, rồi ví dụ là như vậy. Rồi mình kéo một cái video có sẵn vào để mình trang trí cho nó, video có sẵn dạng bung những cái hình ra như vậy. Tại thời điểm 3:10 thì hình này sẽ kết thúc. Mình có thể cái phim opacity đó, ví dụ là như vậy. Rồi mình tiếp tục đưa file lửa vào để mình trang trí luôn, kéo file lửa vào, rồi mình cũng canh thời gian, ví dụ đến 3:10 thì file lửa sẽ xuất hiện, kéo lửa ra một xíu, rồi mình nâng tất cả cái này lên, vào file new, chọn legacy title để tạo một cái text, ví dụ như là chim HD, đánh vào, rồi chọn cho nó một cái phông chữ mà các bạn thích. Rồi bây giờ mình tô màu trắng cho nó này, cho scale to ra 130, ví dụ là như vậy. Mình canh lề, mình điều chỉnh nó sao cho nó hợp với cái đồ của mình, cho nên viết chữ HD và mình tô cho nó một cái màu đỏ. Rồi mình chọn hết và cho nó một cái đường viền màu đen là sẽ chóc, chọn là outer sẽ chóc nè, chọn add, và ngay chỗ size này mình cho nó là 20 hoặc là 30 cho nó dày lên tùy các bạn thôi. Mình kéo cái tiêu này qua bên đây, mình đặt cho nó đúng với cái thời gian đó, 3:05 thì nó xuất hiện. Tìm cho nó một cái hiệu ứng dạng chuyển cảnh, kéo vào, ví dụ ở đây mình chọn là zoom, chỗ này các bạn thấy hiệu ứng nào đẹp thì mình chọn thôi, ví dụ là slide zoom in, thả vào thì nó sẽ ra như vậy đó, ví dụ là như vậy. Chỗ này không có đặt nặng nha các bạn, các bạn thích cái nào thì lấy cái đó thôi đó, ví dụ là như vậy. Rồi ok, các bạn xem lại. Rồi ok, bấm phím dấu ngã để phóng to màn hình ra xem lại. Đó, ví dụ là như vậy. Nếu như các bạn thích cái video này thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để mình có động lực làm ra các cái video hướng dẫn tiếp theo cho các bạn xem cho vui. Và đây là tất cả các cái layer mình đã dàn ra trong cái timeline này, không có gộp cái nét gì lại cả. Và mình cũng đã đặt tên các cái layer này rồi. Nếu như mà các bạn thích thì hãy để lại Gmail ở dưới phần bình luận, mình sẽ share cái project này cho các bạn đâu về để mình thay thế các cái hình ảnh, các cái logo của mình để hình thành một cái intro giống như vậy. Nếu như các bạn chưa hiểu chỗ nào thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.